Quân đội Trung Quốc tập trận ban đêm với sát thủ tàu sân bay. Ông Biden nói đùa, tôi cứ quên mình là tổng thống. Nhà Trắng cho biết, ông Biden dành hơn 50 năm chuẩn bị cho cuộc họp với G7 và tổng thống Putin. Ông Trump kêu gọi các nước cấm Twitter, ẩn ý sẽ sửa lại sai lầm với Facebook. Gần 30% đảng viên Cộng hòa tin rằng ông Trump sắp được phục chức tổng thống. Sập nhà kinh hoàng ở Hàn Quốc, hàng chục người thương vong. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Lực lượng rocket của quân đội Trung Quốc PLA vừa tiến hành một loạt cuộc diễn tập ban đêm với tên lửa hành trình Đông Phong 26, hay còn được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Diễn tập ban đêm đặt ra một số thách thức về tầm nhìn hạn chế và khó khăn về mặt kỹ thuật. Nhưng nếu binh sĩ thành thục, họ sẽ có lợi thế lớn trên chiến trường, theo Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia cho biết hôm 9 tháng 6. Theo kịch bản diễn tập, sau khi bắn loạt tên lửa tấn công đầu tiên, binh sĩ PLA nhận mệnh lệnh thay đổi vị trí, nạp đạn và bắt đầu bắn ra loạt tên lửa thứ hai cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công quyết liệt vào mục tiêu trên không, đồng thời phải sẵn sàng nếu kẻ địch tấn công ở vị trí thứ hai theo kế hoạch dự phòng. Trung Quốc thử tên lửa Đông Phong 26 trong lúc mâu thuẫn với Mỹ và phương Tây gia tăng. Bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ nhiều lần diễn tập trung trên biển. Đặc biệt, Washington đang tăng cường việc tuần hành hàng hải ở khu vực. Mới đây, Nhật và Úc cũng tuyên bố thắt chặt hợp tác an ninh, chống lại các hành vi gây mất ổn định của Bắc Kinh trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang tiến hành trung bình hai cuộc diễn tập mỗi tuần với các đồng minh như Mỹ, Úc, Ấn Độ thuộc Bộ Tứ Kim Cương, cộng thêm các nước liên minh châu Âu. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tham gia 38 cuộc tập trận chung với quân đội của nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 5. Căng thẳng gia tăng quanh eo biển Đài Loan và quần đảo Senkaku chính là những nguyên nhân cho sự tăng cường tập trận ráo riết của Tokyo. Ngoài ra, việc tập trận chung cũng hé lộ quan hệ đồng minh giữa các nước. Nhật Bản kể từ năm 2012 đã tăng cường diễn tập với Úc và Ấn Độ. Do Tokyo nhìn nhận hai quốc gia này là đồng minh cùng chung lý tưởng muốn kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc, đảm bảo một khu vực tự do và rộng mở. Mặt khác, Tokyo đã không tập trận chung với Seoul kể từ năm 2018, thời điểm đánh dấu mối quan hệ đôi bên ngày càng trở nên lạnh nhạt. Năm 2018, Nhật Bản và Hàn Quốc đã không tiến hành tập trận như thường lệ khi tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump tiến hành đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Sau đó, mối quan hệ của Tokyo và Seoul lại gặp nhiều trắc trở. Cuối năm 2018, tàu chiến Hàn Quốc đã nhắm mục tiêu khai hỏa đối với máy bay giám sát Nhật Bản trên màn hình radar. Ngoài ra, bất động về vấn đề phụ nữ mua vui và cưỡng ép lao động cũng gây ra tranh cãi lớn giữa hai nước láng giềng. Thank you, thank you, thank you. Tổng thống Joe và Biden hôm 9 tháng 6 đã đáp xuống một căn cứ không quân hoàng gia Anh và gặp gỡ các binh sĩ Mỹ đồng trú tại đây trước khi bắt đầu bài phát biểu với đông đảo dân quân. Tổng thống đã dành lời cảm ơn cho cô gái 14, 14 tuổi đã giới thiệu ông. Khi tôi 14 tuổi, Tổng thống Biden bắt đầu phát biểu. Tuy nhiên, ông trực nhớ mình là Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, vì Why vậy cần been... phải mời các binh sĩ ngồi thì họ mới có thể an tỏa. Ông Biden bèn làm như vậy, mời ngồi xuống. Nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu sau đó đùa rằng, Tôi cứ quên mình là Tổng thống. Đám đông cười ồ lên và Tổng thống 78 tuổi của nước Mỹ tiếp tục bài phát biểu. Ông Biden dành ít phút khen ngợi sự tự tin, mạnh dạn của nữ sinh 14 tuổi đã giới thiệu ông trước các quân nhân, đồng thời kể rằng mình từng mắc tật nói lắp khi bằng tuổi cô bé. Tổng thống Biden đang thăm châu Âu để tham gia cuộc họp G7, họp thượng đỉnh NATO và có cuộc gặp quan trọng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tuần này. Khi được hỏi ông Biden đã chuẩn bị ra sao trước chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài ở cương vị tổng thống Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trả lời đầy hàm ý. Tôi sẽ nói rằng ông ấy đã sẵn sàng trong suốt 50 năm qua. Ông ấy đã tham gia các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Ông ấy đã quen biết nhiều nguyên thủ quốc gia trong suốt hàng thập kỷ, bao gồm Tổng thống Putin và nhiều lãnh đạo mà Tổng thống sắp gặp lại trong cuộc họp với NATO và G7. Cũng theo thư ký báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Biden là người ưa chuộng lối ngoại giao trực diện, mặt đối mặt. Những lời bình luận của bà Saki đầy hàm ý sâu sắc nhưng cũng dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người mỉa mai liệu ông Biden có dành cả sự nghiệp chính trị hơn 50 năm qua để nghĩ về các cuộc họp thượng đỉnh thay vì xử lý các công việc hàng ngày của mình hay không. Mới đây trên Telegram, cựu tổng thống Donald Trump bày tỏ ủng hộ quyết định của chính phủ Nigeria về cấm mạng xã hội Twitter. Ông Trump viết, chúc mừng đất nước Nigeria vì đã cấm Twitter sau khi họ đình chỉ tài khoản của tổng thống các bạn. Cần phải có nhiều quốc gia khác cùng cấm sử dụng Twitter Facebook do các mạng xã hội này không cho phép tự do ngôn luận. Mọi tiếng nói đều phải được lắng nghe. Các mạng xã hội này lấy tư cách gì để phân biệt tốt và xấu, khi bản chất của họ hoàn toàn tồi tệ. Có lẽ tôi nên ban hành lệnh cấm khi còn là tổng thống, nhưng Mark Zuckerberg cứ gọi điện cho tôi, sau đó đến Nhà Trắng ăn tối và ca ngợi tôi. Năm 2024. Của bài viết, ông Trump kỳ con số 2024 kèm theo dấu chấm hỏi, ẩn ý quyết tâm trở thành tổng thống Mỹ một lần nữa trong cuộc tranh cử năm 2024 và sau đó cấm sử dụng các mạng xã hội mà ông cho rằng không ủng hộ tiếng nói tự do. Hôm thứ Bảy tuần trước, trong hội nghị đảng Cộng hòa ở bang Bắc Carolina, ông Trump cho biết không hứng thú quay trở lại Facebook, ngay cả khi CEO Mark Zuckerberg của mạng xã hội này dỡ bỏ quy định đình chỉ đối với tài khoản của cựu tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump chỉ trích lệnh cấm của Facebook là sự xúc phạm đối với 75 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu cho ông trong cuộc tranh cử vào tháng 11 năm ngoái. Một khảo sát mới đây cho thấy, cứ 10 đảng viên Cộng hòa thì có 3 người tin rằng ông Trump sẽ sớm quay lại làm tổng thống Mỹ. Khảo sát do tờ Politico và công ty Morning Consult thực hiện trên hơn 1.900 người Mỹ trưởng thành, kết quả công bố vào hôm qua, ngày 8 tháng 6. Cụ thể hơn, theo khảo sát, có đến 29% người dân theo đảng Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử năm ngoái có gian lận, rằng ông Trump mới là người thắng cử và sẽ được khôi phục vị trí lãnh đạo ngay trong năm 2021 này. Niềm tin như vậy xuất phát từ thuyết âm mưu không có cơ sở do nhóm Quy Anon đưa ra suốt nhiều tháng gần đây. Mặt khác, trong bài phát biểu ở Bắc Carolina vào cuối tuần trước, ông Trump cũng nói cuộc bầu cử giữa mình và Tổng thống Biden là đợt bổ phiếu có độ tin cậy thấp nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay yêu cầu điều tra toàn diện sau khi một tòa nhà 5 tầng đổ sập vào xe buýt gần đó, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, ngoài ra có 8 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi đóng ngổn ngang của một tòa nhà đang được dỡ bỏ để tái xây dựng, đã bất ngờ sập xuống và đè trúng trạm dừng xe buýt ở thành phố Quang vào chiều ngày hôm qua, 9 tháng 6. Khoảng 140 người đã tham gia tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân dưới đống đổ nát. Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định. Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu điều tra thấu đáo xem rằng việc phá dỡ tòa nhà có hợp pháp hay không và có bất kỳ vấn đề nào trong quy trình an toàn hay không. Khi ban tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2020 chuyển nội dung thi marathon từ Tokyo đến thành phố phía bắc Sapporo, họ thấy lý do chính đáng là cái nóng mùa hè gây gắt ở thủ đô Nhật Bản. Trong khi đó, điều kiện thời tiết mát mẻ và mùa hè ở Sapporo sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, hai năm sau, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Và nhiều ý kiến chỉ trích rằng, các vận động viên thay vì chịu nóng ở Tokyo sẽ phải đối mặt với một hiểm họa sức khỏe ở Sapporo. Thành phố Sapporo và toàn tỉnh Hokkaido nói chung đang là nơi có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trên trung bình, đầu người cao thứ hai toàn nước Nhật cao hơn cả Tokyo. Nhiều ý kiến cho rằng thành phố phía bắc nước Nhật không có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng để cách ly và điều trị trong trường hợp có nhiều vận động viên trong và ngoài nước mắc COVID-19. Mới đây, hàng chục tổ chức dân sự tỉnh Hokkaido đã gửi đơn kiến nghị lên thống đốc, yêu cầu hủy bỏ nội dung thi marathon ở địa phương. Bác sĩ Masamichi Nishio, một bác sĩ đại diện cho chiến dịch phản đối này, cho biết rằng không có đủ giường bệnh ở Sapporo, hệ thống y tế tại đây đang sụp đổ. Chúng tôi có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 và nhiều căn bệnh khác Ví dụ khi một bệnh nhân ung thư cần phẫu thuật, chúng tôi không thể thực hiện ca mổ vì phòng chăm sóc đặc biệt đã kín chỗ. Cháy rừng lớn bùng lên ở ngoại ô Jerusalem của Israel khiến dân làng phải sơ tán khẩn cấp và hôm qua 9 tháng 6, tuyến đường cao tốc nối Jerusalem với Tel Aviv bị phong tỏa. Tuyến đường sắt cũng tạm dừng do vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Giới chức cho biết đám cháy đã được kiểm soát dù 265 hectare rừng đã bị thiêu rụi và nhiều đám lửa nhỏ vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy dù không có thiệt hại về người tuy nhiên đám cháy đã lan đến gần các khu dân cư đông đúc và thải ra khói đen dày đặc bao trùm các vùng đồi ở ngoại ô thành phố Đàn voi rừng 15 con đã trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc khi thực hiện hành trình dài hơn 500 km, gây ra thiệt hại không nhỏ cho hoa màu và gây ra nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân. Hình ảnh từ trên cao hôm 7 tháng 6 cho thấy đàn voi đã nghỉ ngơi ở cánh rừng thuộc quận Kim Ninh, tỉnh Phúc Kiến, nơi vừa bị tàn phá nghiêm trọng do mưa lớn. Đến sáng hôm sau, đàn voi tiếp tục di chuyển, khiến giới chức lại căng thẳng giám sát, ngăn cản voi tiến gần các khu dân cư đe dọa người dân. Trong khi đó, một đàn voi khác gồm 10 con được phát hiện hôm 9 tháng 6 tại rừng tre ở tỉnh Vân Nam. Trung tâm nghiên cứu voi châu Á của cơ quan quản lý lâm nghiệp nhà nước Trung Quốc cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu đàn voi có quay lại đường đi trở lại phía bắc hay không và sẽ sơ tán các làng mạc nếu cần thiết. Đàn voi 15 con đã bắt đầu hành trình từ khu bảo tồn Tây Sông bản Nạp gần biên giới của Trung Quốc với Myanmar. Hiện chưa rõ nguyên nhân đi lạc của bầy voi và liệu chúng sẽ tiếp tục hướng về đâu. Những không gian bảo tồn cuối cùng dành cho voi bản địa ở Trung Quốc đã dần bị thu hẹp trong những năm qua với các khu rừng nhiệt đới ở tây sông Bản Nạp bị thu hẹp dần bởi đồng điền của người dân. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC, phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Xin mời quý vị đón xem.